Xin chào các bác, hôm nay uh, em sẽ mời các bác cùng bên em uh, trên tay một cái dòng đồng hồ của Orient Bambino Zen 4 Một cái dòng đồng hồ mà những anh em trẻ trung rất là thích cái dòng đồng hồ này Và hôm nay thì em có 3 phiên bản của Orient Bambino Zen 4 ở đây Thì xin mời các bác cùng em uh, bóc hộp mấy chiếc này nhé à, Một chiếc... Uh... Dòng này thì nó sẽ phù hợp với anh em nào mà đang tìm kiếm những chiếc đồng hồ size 42 Giá loanh quanh khoảng 3-4 triệu Mà có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây, máy tự động Và máy cơ tự động và có có tay Giá thì ở mức 3-4 triệu thì xin mời các bác cùng em đi tìm hiểu kỹ hơn về ba chiếc này nhé Đây là chiếc Orient Bambino Gen 4 dòng Bambino thế hệ thứ tư. Hôm nay có ba phiên bản màu của cái dòng này. Thì mở hộp ra thì các bác sẽ thấy là nó full box đầy đủ các thứ luôn nhé. Có cả hướng dẫn sử dụng, có cả cái thẻ bảo hành. Đây là hàng mới 100% còn chưa dập tên của khách hàng. Cái này thì là màu xanh ngọc lục bảo Cái màu này là màu đẹp nhất của phiên bản này đấy các bạn Còn đây là màu à, xám, di da lộn. Thì hôm nay à, em có 3 phiên bản. Có một phiên bản màu xanh dương nữa nhưng mà anh khách qua anh ấy lấy rồi nên là chỉ còn 3 phiên bản này thôi các bác nhé. Bambino thì nó có nghĩa là em bé tức là baby đấy. Có nghĩa là dùng chiếc này thì à, à, hãng mong muốn khách hàng sử dụng và dừng giữ chiếc này như là một cục cưng ở trên tay. Tức là dùng cẩn thận giữ gìn. Về thiết kế thì anh em sẽ thấy là đây là dòng uh, Orient Bambino Gen 4 này nó vẫn trung thành với cái lối thiết kế uh, Dressquad. Nhưng mà nó có cái gì đấy ấn tượng hơn và bắt mắt hơn so với lại những cái uh, dòng Gen 1, Gen 2 và Gen 3. Ở đây em có cái uh, Gen 1 và Gen 2. đây em lấy các bác xem. Đây là cái Gen 1 nhé. Đó. Thế còn... Uh, đây một cái gen 2 đây cái gen 2 này gen 1 này thế hệ thứ nhất này thế hệ thứ hai này thế hệ thứ ba và thế hệ thứ ba thì em không có ở đây còn đây là thế hệ thứ tư vẫn là một cái mặt kính cong vòm đặc trưng của dòng bambino dây da đeo trẻ trung cao cấp của Oren trung cấp của Oren cái dòng này thì được rất nhiều anh em ưa chuộng. Đây chính là cái sản phẩm lồng ghép kết hợp những cái nét đặc trưng của ba phiên bản Gen 1, Gen 2, Gen 3. Gộp cả cổ điển và hiện đại và thời trang vào trong một chiếc đồng hồ như này. Thì nó tạo một chiếc Gen 4 như thế này, tức là nó hội tụ đầy đủ các cái tinh túy của những cái thiết kế đẹp của những cái thế hệ trước. Thì đây nó là hàng Nhật nội địa anh em nhé, bản Made in Japan. Đây anh em nhìn này. Made in Japan Hàng chính hãng Orient Bản nhật nội địa luôn Ở đây nó là hàng mới 100% Bên em săn siêu được Phụ kiện theo kèm thì như vừa rồi các anh có thấy là Nó đầy đủ hộp sổ thẻ Full box đầy đủ Anh em vừa thấy đấy Kính thì là kính khoáng cứng cong nhé Với khả năng chống xước Không được bằng kính sapphire đâu Nhưng mà nó cũng là một cái Kính chống xước trung bình khá đảm bảo được cái độ cong bầu bĩnh cho thiết kế của chiếc đồng hồ. Khi mà dùng cái dòng này thì không phải kính sapphire nên là anh em phải giữ gìn nó hơn so với lại chúng ta dùng kính sapphire. Dòng này thì được bên Quang Lâm em bảo hành 24 tháng. Size mặt đường kính của chiếc này là size 42 không tính núm. Dày là 11,4 mm. Lắc tu lắc của cái này là 48,7. Độ rộng dây ở đây là 22 và chóp dây ở dưới này là 20. Với size 42 chưa tính núm thì nó sẽ hợp với anh em của tay 16 trở lên. Tức là tay vừa và to trở lên anh em nhé. Thì dòng này thì nó có một bộ cọc số nổi hướng tâm này. Trên nền đây chúng ta sẽ thấy là nó có bốn phiên bản màu, một phiên bản màu đỏ này, vào vàng hồng, một phiên bản màu xanh ngọc lục bảo vỏ màu vàng sâm panh một phiên bản màu xám màu nâu cà phê vỏ bạc dây da lộn và một phiên bản màu xanh đại dương vỏ bạc nữa thì cái xanh đại dương thì lúc nãy anh khách đã qua lấy rồi thế còn lại em còn lại ba phiên bản này thôi về mặt thiết kế thì chúng ta sẽ thấy là thiết kế của cái này tương đối là đơn giản với góc 12 giờ chúng ta có logo của Orient chữ ore ở dưới và chữ automatic nữa. Góc 3 giờ thì anh em ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày ở với nền trắng chữ đen. Đó. Ở dưới đây thì chúng ta có chữ water resistant chống nước. Ở dưới này là chữ Japan rất là nhỏ và tên bộ máy F6724. 12 bộ cọc số thì người ta sử dụng bộ cọc số làm bằng dạng cọc vạch và làm nổi gắn lên trên đề, bề mặt dial hình tay ôm mông các bác nhé còn đây là phiên bản màu xanh ngọc lục bảo. bộ cọc bộ kim thì chúng ta sẽ có một bộ kim làm tương đối là thanh mảnh và orient họ cũng làm vắt cạnh sang hai bên để tăng độ bắt sáng kim dây thì ở đầu cuối thì người ta có sơn màu đỏ anh em nhé chiếc này cũng thế Sơn, đều được sơn màu đỏ ở cuối của kim dây hết về phần núm thì bên đây chúng ta sẽ có một cái núm có khía cạnh và không có logo của Orient vỏ thì nó làm vỏ màu vàng rất là đẹp về phần máy thì cả ba em này đều sử dụng máy caliber F6724 một bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ cót tay với số lượng chân kính là 22 chân kính 21.600 tần số dao động và cho chúng ta là 40 giờ tích cót với dòng máy F6724 thì nó đầy đủ các chức năng lên cót tự động vì bên trong có quả văng mà rồi lên cót tay này và chức năng phụ nữa là chức năng dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ Với bộ máy F6724 này thì nó sẽ có sai số khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày trong điều kiện lý tưởng không sốc không từ trường không va đập mạnh và nhiệt độ ổn định đồng hồ nằm ngửa và được vặn cót đẩy. Khả năng chống nước của mấy em này là 30m cho chúng ta đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen nhẹ nhàng thôi anh em nhé. Thông số mặt sau của chiếc này thì ở đây anh em sẽ thấy là họ ghi đầy đủ các thông số ở đây. Để đây này water resistant là 30 m này thép không dỉ này made in japan này đây là phiên bản nhật nội địa đấy đây là uh, số so này epson epson công ty mẹ của orient mấy cái này cũng thế hết đó mấy cái này đều phiên bản made in japan hết dây thì uh, chúng ta sẽ thấy là dây của mấy em này như thế này họ làm bằng dây rất là đẹp, dây da. riêng cái uh, phiên bản ngọc lục bảo này thì có màu ngọc, à, màu xanh ngọc này, dây da nhé, dây da dập vân cá sấu. đây là vỏ màu đỏ. tất cả đều dây chính hãng của Orient hết. còn riêng cái thằng này thì nó lại làm dây da lộn anh em. ạ dây da lộn và vỏ uh, nắp đáy ở đà đằng sau này là màu đen. khóa thì có, có khóa có logo của Orient đằng sau. Về phần giá của chiếc này thì giá hãng của chiếc này đang đem yết với giá là khoảng 5 đến 6 triệu. Nếu mà không có sale, mua tại Nhật thì sẽ khoảng gần 5 triệu nếu mà không có sale. Hiện tại thì đang có đợt sale nên bên em săn được với giá là 3 triệu 600 về đến Việt Nam và được bên Quang Lâm bảo hành 2 năm. Anh em nào mà quan tâm những chiếc này thì hãy click vào đường link Quang Lâm để phía dưới của video hoặc truy cập vào website đồng hồ lâm com À, còn mấy phiên bản nữa màu uh, xanh ngọc lục bảo thì uh, có hai chiếc màu đỏ này thì cũng có hai chiếc và phiên bản màu da lộn này thì uh, em có một chiếc thôi anh em nào mà quan tâm hoặc là uh, có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên em để uh, uh, đặt mua chiếc này Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video đến đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của đồng hồ quang lâm